Ba chấm điểm xuống, xin chào các bạn. Hôm nay sẽ đi tìm hiểu tiếp nội dung bài tập bài tiếp theo. Đó là nội dung bài số 47. Bài Anamaitaming. Đây là một bài thơ nhé các bạn. Nên nó sẽ đi đọc Anamaitaming. Thaming pon so lo kua pa tai. Pro pon khmiet thamai thai rak sa.รึกตรงนี้ดอกแรงยางอุษาขมีนแดนเป็นนาโผนอาคารมีเตือบายนะก็ตัวในดอกละอะนานะครับผมมันของดอกละอแนอะนาไม้ทมิงตรงนี้เราหมายสิ้นรังเมลที่ trong bài này có một số từ khó ví dụ như từ bài tây nàBT có thể dịch là sự yêu thương từ Khmer Khmer từ USA mình học rồi rồi nó sẽ đọc lại mình sẽ đọc chậm nè à na mày thmình bồn so lò cua BT pro bồn Khmer Khmer thay đặc xaปรึกหนึ่งดอกเลียงยางอุษาขมีนแดนเป็นนาโผนอาคาร đây là một bài thơ nhé các bạn mình không thể dịch sát nghĩa được đó như đây mình thay dịch như thế này vậy xin răng miệng là anh nàng mày thông minh pon so ở đây gì một chữ so nhé các bạn so lọ của bài tây răng em chẳng tốt mình thay dịch dịch lại răng em chẳng tốtพระองค์เมตขมัยทายรักษาผู้ยังคงกังจำศักดิ์ปริตรงเอกดอกเลี้ยงยางอุษาสังโตชีนังนั้นรังขมิ้นแดนเป็นนาพระองค์อักขันคงที่หนาวอันบนไอ้ chỉ là bản dịch bản của mình thôi nhé các bạn thì ở đây vì là một cái bài thơ mình không thể dịch là sát nghĩa được nếu mình dịch sát nghĩa thì nó không có hay lắm các bạnแล้วก็บางก็ตัดออกหลายอาณาไม้ทมิงทมิงโอนซอลอควบปัตไตโปรบโอนเม็ดขมัยไทยรักษาปรึกตึงเอกโดเลียงยางอุษาเมียนานเป็นนาโอนอาคารขอบคุณครับบางและแซมิโรขอบคุณครับ